Ngành thanh tra sáng nay cũng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Phía điểm cầu Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh và Chánh thanh tra thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2021, toàn ngành đã triển khai gần 7.000 cuộc thanh tra hành chính, và 177.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 179.000 tỷ đồng, hơn 9.000 hecta đất, trong đó kiến nghị thu hồi gần 23.000 tỷ đồng và 811 hecta đất, ban hành hơn 132 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức cá nhân với số tiền gần 3.700 tỷ đồng, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương đã tiếp hơn 309.000 lượt người về 238.000 vụ việc. Về công tác phòng chống tham nhũng, ngành thanh tra phát hiện 251 đơn vị vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 107 tỷ đồng. Trình bày tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cho biết, Tại Đà Nẵng, ngành thanh tra thành phố đã triển khai gần 5.000 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua thanh tra hành chính đã ban hành 40 kết luận thanh tra tại 94 đơn vị, phát hiện sai phạm thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 3,9 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế 182 tỷ đồng và 1.265 mét vuông đất. Nhìn chung, năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên với tinh thần chủ động và quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân thành phố bên cạnh các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt chống phòng chống dịch vừa tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp phát triển kinh tế thì ủy ban thành phố đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kế hoạch thanh tra bám sát nội dung phối hợp giữa cơ quan điều tra viện kiểm sát cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra qua đó để kịp thời phát hiện nhiều sai phạm với số tiền lớn đã kiến nghị thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý. Năm 2022, toàn ngành thanh tra tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đảng, các quy định của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành lĩnh vực địa phương phát sinh nhiều vi phạm tiêu cực tham nhũng như các dự án đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc bán chuyển nhượng mua sắm tài sản công, trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Các lĩnh vực nhiều đơn khiếu nại tố cáo dư luận có nhiều ý kiến.